Một người tìm kiếm vinh quang sẽ chẳng đạt được bao nhiêu thành tựu. Chúng tôi đều làm việc cùng nhau, đó là bí mật. Bạn có thể tạo ra được điều tích cực từ điều không tích cực nhất, nếu bạn nỗ lực đủ nhiều. Nếu bạn không lắng nghe khách hàng của mình, người khác sẽ làm điều đó. Từ lâu tôi đã học được rằng, thể hiện cái tôi trước công chúng chắc chắn không phải là cách để xây dựng một tổ chức hiệu quả. Hãy bỏ qua sự khôn ngoan theo lẽ thường. Nếu ai cũng đi theo một hướng, có khả năng cao là bạn sẽ làm nên trò trống bằng cách đi đúng theo hướng ngược lại. Không gì có thể thay thế tốt cho một vài lời khen khéo chọn, đúng lúc và chân thành. Chúng hoàn toàn miễn phí và đáng giá cả gia tài. Khi ai đó phạm lỗi, dù là tôi hay bất cứ ai khác, chúng tôi nói về nó, thừa nhận nó và cố gắng tìm ra cách để sửa chữa nó, rồi chuyển sang việc ngày hôm sau. Tôi buộc phải tự mình đứng dậy và chấp nhận hiện thực, làm lại một lần nữa, chỉ là lần này làm tốt hơn. Nếu bạn chọn người thiếu kinh nghiệm và chưa rõ cách làm, nhưng có mong muốn thực sự và sẵn sàng làm tận sức để hoàn thành công việc, anh ta sẽ bù đắp được điều mình thiếu. Và thực tế cho thấy điều này 10 lần thì đúng 9 lần. Chỉ có một người chủ, khách hàng, và anh ta có thể đuổi việc tất cả mọi người trong công ty từ chủ tịch trở xuống, chỉ đơn giản bằng cách sử dụng tiền của mình vào chỗ khác. Hãy bơi ngược dòng. Hãy đi ngược lại. Hãy bỏ qua sự khôn ngoan theo lẽ thường. Hãy thả lỏng, và mọi người xung quanh bạn sẽ thả lỏng. Kỳ vọng cao là chìa khóa cho mọi chuyện. Hãy vượt qua kỳ vọng của khách hàng. Nếu bạn làm vậy, họ sẽ không ngừng quay trở lại. Hãy cho họ điều họ muốn và thêm một chút nữa. Các nhà lãnh đạo xuất chúng bỏ công để tăng lòng tự tin của nhân sự dưới quyền mình. Khi người ta tin tưởng ở bản thân, những điều họ có thể làm được rất đáng kinh ngạc. Hãy ăn mừng thành công. Hãy tìm ra điểm gì khôi hài trong thất bại. Nếu bạn yêu công việc của mình, bạn sẽ nỗ lực mỗi ngày để làm tốt nhất sức mình có thể, và chẳng bao lâu, mọi người quanh bạn sẽ nhiễm sự nhiệt huyết của bạn, giống như cơn sốt. Hãy khống chế chi phí của mình tốt hơn đối thủ. Đây là chỗ bạn luôn có thể tìm thấy lợi thế cạnh tranh. Tiền vốn không hiếm, tầm nhìn mới hiếm. Ý tưởng hay đến từ mọi nơi nếu bạn chịu nghe và chịu tìm kiếm chúng. Bạn không bao giờ biết được ai sẽ là người có ý tưởng hay. Hầu hết những gì tôi đã làm, tôi học được từ người khác. Phần lớn chúng ta không sáng tạo ra ý tưởng. Chúng ta lấy những ý tưởng hay nhất từ người khác. Tất cả chúng ta đều thu được lợi ích từ việc được chỉnh lại đúng, nếu chúng ta được chỉnh lại đúng theo cách tích cực. Bạn không thể cứ tiếp tục làm thứ đã từng hữu ích một thời, mọi thứ quanh bạn đều đang thay đổi. Để thành công, hãy đón đầu thay đổi. Gần như thế là tôi có quyền chiến thắng. Suy nghĩ theo lối đó thường biến thành một kiểu lời tiên tri tự thành. Hãy tìm ra điều tốt nhất ở mọi thứ và biến nó thành phù hợp với nhu cầu của mình. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy like và subscribe kênh Từ Điển Danh Ngôn nhé.